không có bán. Đến lúc nó xuống họ không mà. Thế có người có khi là người ta mất 2 phần 3 tài sản, mất mấy chục triệu. À cái đợt vừa rồi cái gì? Từ cái PVD tức là nó về gas 200 nó giảm xuống 30. Sao 200 gas chỉ có 100 thôi. Không, có lúc tôi đánh gas đấy. Không không. Trăm mấy à? 100 không đến 100. 120, 120. Gas là 126 tôi có bán được 126. Được một ít xong tôi về cho gas tôi về 110. Thế là tôi mua 110 13. Nó lên 126 tôi bán. Sau đó lại về 113. Thì tôi lại mua lại thì nó lại tụt xuống 106 tôi lại bán. Tôi phải bán cắt lỗ. Thế sao PVD thì nó lên 108 mình không bán, xong mình chốt được ở một ít ở 100 xung quanh 199 với bao nhiêu, xong nó lại xuống tiếp chín mấy thì mình bán, thì luôn mình bán cắt lỗ. Đấy, dân dầu khí nó cũng rất là... May cũng bán ở bên vùng 8990, tức là lỗ phải ít thôi, chứ còn để nữa thì chết. Thật 30, bây giờ về 10 mấy, PVD về 10 mấy. Cái này chút nữa có cái gì nói về dầu khí thì có cái thông tin gì anh em hỏi không? À, biết nhiều. Anh thấy tốt đấy, bởi vì sắp tới nó sẽ là năm của dầu khí, có thể thế. Thì nó cũng phục hồi, nó từ 30 đến 50. Thôi, cái chuyện phục hồi của giá dầu thì mình cũng còn hơi nghi ở cái chỗ, tức là cái chính sách của Trump, tức là hiện nay chưa rõ lắm cái chính sách, nhưng mà có cái tức là Trump nó lên thì nó sẽ, từ xưa đến nay là Mỹ, nước Mỹ nó không có, nó cho xuất khẩu dầu nhiều, giờ Trump lên nó sẽ thế cho thoải mái xuất khẩu thoải mái luôn ấy, và nó đưa nước Mỹ lên cái gọi là nước xuất khẩu dầu mỏ số một thế giới luôn ấy, thì mình đang nghĩ cái nguồn cung đấy thì không biết nó sẽ cái anh em thì cứ kỳ vọng nó lên 100 với lại 80 thì mình nghĩ có vẻ hơi khó. Đó thì người ta tính hồi từ 50-60 này nó chỉ nằm thế thôi. Mình nghĩ nó nằm 60 là đã là ok cho ấy rồi, chứ còn nếu mà 50 là Việt Nam mình là có lãi, dầu khí là có lãi. 60 là dầu khí có lãi. Có lãi. Tức là giá của nó bây giờ có tính ra là cái giá vốn của nó có những cái là 40 đô tổng. Có những cái đắt hơn. Thô. Không, nhưng mà ở cái cũng có một số, tức là cái một số cái vỏ ngoài biển của mình ấy, giá thành của nó như cao hơn cả năm. Cao, bởi vì anh biết là mẹ dầu khí như mình ngày xưa là cứ ném tiền đúng đấy thôi, bài toán đâu. Nhưng mà nếu mà tư bản nó làm thì nó tính kỹ, nhưng mình đây thì bài toán đâu. Rồi các ông tham nhũng nữa đúng không? Nó hút thì dưới đất lên thì cứ vậy, bổ cái chỗ này nổ, chỗ kia lãi thì bổ cho nhau. Đâu. Đến bây giờ bắt đầu nó mới chặt ra thì bắt đầu nó chính trị nó mới có nhiều vấn đề đấy. Thì thế này. Chứ nói anh tên là gì nhỉ? Cương. Anh Cương. Nam, anh Ân. Hiếu. Anh Hiếu, anh Bằng. Vợ em là Tâm. Bạn này cũng là Tâm. Còn cậu kia là Hoàng. Em anh Mạnh hả? Anh Mạnh. Còn cậu em ACV là Trung. Chung còn anh cũng Ân luôn, hay một Ân với lại hai Ân. Hai Ân thế là cái nhóm này toàn là Ân Huệ cả. Dạ, tốt đấy. Còn em là Thắng, em là Thắng, bởi vì là em lại Thắng. Em là Thắng. Thắng còn đây đấy, còn đây là chưa giới thiệu. Đây là Tâm luôn. Tâm dạ. Em thử giới thiệu qua với em. Em giới thiệu với mấy anh ở đây là em tên là Tâm, hiện nay em làm chung mơ phòng với Thắng, tức là vẫn thuộc cùng cái nhóm. Có tức là bạn Tâm gửi. Hình như em là gửi ra email đi. Dạ, đúng email rồi. Email là vợ anh. Cũng là Tâm luôn. Tâm luôn. Tâm luôn. Cả hai Tâm và hai Ân. Cái nhóm em thì có em Thắng làm trực tiếp. Dạ. Phụ trách trực tiếp cho các đời. Hình như em có xuất hiện một cái video nào đấy. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trong phòng. Dạ đúng rồi. Phòng nào. Có nghĩa là nãy đó phòng nào. Không, cái phòng mà. Công ty giao dịch của em là chỗ chi nhánh nào nhỉ? Em là ngay chi nhánh chính Hồ Chí Minh luôn. Dạ, ngay chỗ đường sau lưng của tòa nhà HO á. Là đằng sau là bọn em ở lầu 9. Cả văn phòng công ty thì cũng mời tất cả anh chị em hôm nào mà có điều kiện thì lên trên đấy uống cà phê chơi một hôm cho biết. Ở cái văn phòng lầu 9 tòa nhà BIDV giao nhau giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa với lại Nguyễn Công Trứ á.
Đang tưởng một khách hàng nữ, hóa ra không có khách hàng nữ. Không có khách hàng nữ ạ. Dạ. Khách hàng nữ thì thực ra cũng thông báo với anh là em cũng thông báo luôn là cái nhóm hiện tại, cái nhóm tháng 2 á là của mình là có 20 người là tham gia cái nhóm đóng phí duy trì và 47 người tham gia cái nhóm mà nhóm gọi là nhóm lớn á, nhóm đóng phí 500.000 trên một nhóm á. Thì tổng thể là em thì cũng là xin ý kiến cả nhà luôn là em sẽ xét như thế này. Mỗi nhóm của mình như vậy là chốt danh sách tối đa là 50 người thôi. 50 người thôi. Phục vụ thì trong 22 phiên giao dịch của một tháng. Cái phương pháp phục vụ của mọi người á thì là bọn em sẽ tổng hợp các cái dữ liệu cộng với việc phân tích các cổ phiếu đáng để quan tâm theo dõi. Cách làm thì là gửi mail, gửi mail xong thì gửi tin nhắn cho tất cả mọi người là đã có cái mail gửi thông báo cho mọi người để mọi người biết để vào đọc ngay. Cái thứ ba nữa là sẽ xét là nhóm Skyper, tức là nhóm Sky để nói chuyện liên tục với nhau những cái vấn đề ví dụ như cần chia sẻ với nhau. Xét gặp nhau thì là thứ bảy hàng tuần, hai tuần một lần. Trong một tháng thì sẽ gặp nhau vào một ngày chủ nhật để cho có những người mà thứ bảy họ bận đi làm không có tham gia được thì thêm một ngày chủ nhật nữa là sẽ một tháng ta sẽ họp trực tiếp 3 lần. Cái thứ tư nữa là ngoài hai cái nhóm mà nhóm Sky này, nhóm trên Facebook thì nhóm Facebook thì em sẽ xét một nhóm riêng và sau này có những video em sẽ trực tiếp mà chỉ trong nhóm mới xem được thôi. Bởi vì nó có một cái chế độ đó là chế độ trực tiếp và chỉ những người trong nhóm xem thôi, còn phía ngoài không xem được. Cái thứ ba nữa là em sẽ trực tiếp những cái video buổi tối mà cho em nói hết anh. Tức là trực tiếp buổi tối mà trực tiếp theo hướng là sẽ là không có online mà em sẽ offline và nói cả về các cái phân tích cổ phiếu và hướng dẫn anh chị em những người nào ví dụ như anh thì biết nhiều rồi nhưng có những người trong nhóm là chưa hiểu nhiều lắm về phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật thì em sẽ đan chen vào đó em nói riêng thành các video giống kiểu là một cái video gọi là chia sẻ không phải là online nữa mà là offline. Gửi cái link đó em sẽ đăng cái đó lên driver gửi link cho mọi người, những người nào mà có mail thì sẽ nhận được cái link đó thì sẽ xem trên đó thôi. Và trong cái Google nó có một cái chức năng đó là chỉ những người nhận được cái link đó thì mới xem được, tức là những người nào nhận được. Cái thứ ba nữa là em sẽ xét thành một cái gọi là cái cũng trong cái driver của Google á thì nó có cái là văn bản thì tất cả những cái thông tin hàng ngày anh em mình muốn hỏi cái gì thì cũng mọi người sẽ đăng nhập được. Em gửi cái link đó thì mọi người sẽ đăng nhập vào đó, muốn hỏi cái gì ví dụ như hôm nay là em ghi là ngày hôm nay là ngày mùng 10 tháng 1 âm lịch hay là em ghi ngày dương đi thì mọi người ví dụ hỏi cái gì, bởi vì cũng thông cảm là rất nhiều vấn đề mà trong một ngày em không thể trả lời trực tiếp được nên mọi người cứ hỏi cái gì thì có cứ cái link đó gõ dưới tên là gì cái là gõ dưới đó là em sẽ về cập nhật, em sẽ trả lời ở dưới luôn. Xong hết một ngày thì ta lại chuyển sang một cái ngày mới, đó là cái file Word. Còn cái file Excel thì em sẽ lập ra danh sách những cổ phiếu chúng ta sẽ theo dõi, ví dụ như khoảng 100 cổ phiếu theo dõi thì nó đang ở cái đoạn nào trên thị trường thì em sẽ note ở đằng sau lưng á, là ví dụ như là đang cái điểm này gọi là chờ bán này, chờ mua này, hay là ví dụ đi vào chi tiết hơn nữa thì em sẽ ghi note sang bên cạnh á là khoảng bao nhiêu lâu nữa thì anh em có thể xem xét mua được. Thì em sẽ đưa ra những cái vấn đề, tức là cách làm của em là không phải là cái thứ mà khi nó lên bầm rồi mới làm nó nói mọi người là mua, mà em sẽ nói cho mọi người là dự báo trước có khi trước cả vài tuần để mọi người cùng nhau theo dõi đến khi cái điểm mua thì cũng bởi vì mọi người chơi nhiều, có như anh chơi nhiều, mọi người chơi lâu rồi thì không thể là một lúc mà bảo là phải mua ở cái giá nào hay như nào cả, mà em chỉ là cái khoảng vùng theo dõi thế để mọi người là đưa vào cái danh sách để cho mình có cái nhìn, sau đấy khi nào thấy cái dòng tiền nó vào thì sau này trong những cái video off á em sẽ nói hơn về mọi người là cái phương pháp làm thế nào để mà phát hiện ra cái chỗ nào là mình đưa lệnh vào là hợp lý nhất và không phải chờ, tức là không phải ngồi chờ lâu. Ví dụ như có nhiều cách giao dịch lắm, nếu đầu tư dài hạn á thì có thể là mua ở một vùng nào đó là chờ, nhưng cái cách mà hiện tại mà kiếm ăn như kiểu em đang làm á thì là cố gắng là tìm một cái điểm mua nào đó mà cái thời gian chờ nó là ít nhất để cái xoay vòng dòng tiền của mình nó là cao nhất. Bởi vì không phải ai cũng có vài chục tỷ trong tài khoản hoặc là vài tỷ trong tài khoản, mà có người chỉ vài trăm triệu thôi, nên cái áp lực về xoay vòng dòng tiền của những nhà đầu tư nhỏ như anh chị em nhà mình ấy, là rất là lớn. Nên là nếu mà xoay vòng được tốt mà tận dụng những cái cơ hội mà nó lên xuống xuống á, kiếm được ví dụ như là khoảng tầm từ 7 đến 10% thôi thì lại ra một lệnh, 7-10% ra một lệnh thì ta sẽ có được một cái lợi ích nhiều. Sau này thì khi mà chúng ta xét được mà em có thể là cảm thấy tin tưởng tất cả mọi người rồi thì em sẽ mở tài khoản của em giao dịch ra cho mọi người xem cách thức giao dịch như nào, thời điểm nào giao dịch em sẽ public cho mọi người xem được. Nhưng cũng xin mọi người thông cảm là hiện tại bây giờ thì em chưa thể public hết các vấn đề đó ra cho mọi người được. Em cũng giới thiệu với các anh các chị luôn là đây là có chị này cùng phòng, trước đây là trưởng nhóm của em, bây giờ thì mới lên cấp phòng nên là em giao dịch là doanh thu giao dịch của em khá là lớn, doanh thu giao dịch của em trung bình một tháng khoảng tầm 150 tỷ
tức là khá là nhiều luôn. Nên các cái giao dịch của em thì cái tốc độ giao dịch khá là nhanh và khá là quyết liệt. Em là đánh giá là quyết liệt nhất của cái công ty em luôn. Nên là ngoài cái chuyện mà em nói là bán là giá nào bán ấy hả? Dạ, em bán và em mua, em làm rất là quyết liệt luôn. Thì cũng xin thưa là bởi vì thực tế là thế này này, em thì không chỉ là nói về lý thuyết, những cái mà ví dụ như là chỉ gặp nhóm nhỏ thế này này thì anh em có thể chia sẻ hết chân tình những cái vấn đề em cần nói, hoặc là có những cái vấn đề thông tin mà ví dụ như mang tính chất nó hơi có gọi là nhạy cảm một chút thì em không tiện để nói ở những cái nơi công khai, bởi vì cũng không phải là nói như thế để khoe mẽ làm gì cả, hay là ví dụ nói những cái tin tức mà nó liên quan đến chính trị hay văn hóa này kia thì nó không tốt cho chính bản thân mình, mà nó cũng không tốt cho cái câu chuyện của mình xét về mặt lâu dài. Cái mà công khai á thì em vẫn làm song hành cái công khai, và em muốn rằng là cái kiến thức phổ thông của ngành chứng khoán á em muốn phổ cập đến tất cả mọi người, đó là cái gọi là cái hoài bão thôi, được đến đâu thì em sẽ cố gắng đến đó. Nhưng cái việc mà làm 100 đến 200 cái video là em sẽ làm, cái đó là em hứa là chắc chắn, video mà công khai mọi người cùng xem để những kiến thức cơ bản sơ đẳng nhất về chứng khoán. Tất nhiên kiến thức là một chuyện, ngành chứng khoán có một cái đặc điểm là có đầy đủ mọi kiến thức rồi thì nhưng chưa chắc là đầu tư đã thành công, bởi vì nó còn cái đam mê này, cái duyên với nghề này, và cái sự may mắn nữa. May mắn trong ngành chứng khoán nó đóng vai trò rất là lớn nữa. Nên là thực tế thì em vừa là lý thuyết em đọc, vừa là thực tế là gọi là em là lính chiến luôn, trực tiếp là chiến trận và gõ lệnh luôn. Trực tiếp em là đứa gọi là enter hoặc là lệnh mua lệnh bán luôn. Nên là em có khá nhiều những cái gọi là từ cái chút kinh nghiệm của mình ra. Có những cái sai, nói chung là cái sai này chồng những cái sai kia. Thực tế là ngành này là ai cũng sai hết, không có ai đúng được hết đâu. Thì về cơ bản như thế, thì em cũng muốn là mọi người cho em thêm một vài cái ý kiến để làm sao cái của mình tập trung vào đó là làm sao tốt nhất cho nhóm mình. Rồi sau này em cũng mong một cái thứ thế này nữa này, giả sử như anh Hải, giả sử như anh, các chị, các bạn ở đây như là mỗi người một ngành nghề, nếu có nhiều tin tức mà từ các công ty chứng khoán khác thì có thể chia sẻ lại cho em. Em sẽ cho, mai mốt em sẽ có cộng tác viên thêm nữa, em sẽ có cộng tác viên tổng hợp tất cả những tin đó vào cái file mà file Word ở trên driver á. Mọi người muốn đọc cái gì chỉ vô đó là có thôi. Thì đó là cái cách mà em cũng muốn là đang định hướng. Thì mời các anh chị cho em ý kiến cái chuyện đó. Em cho mấy cái ý này thôi, tức tạm thời, tức là cái upline của em ấy là ok. Tức là bởi vì thực ra em làm buổi tối mà buổi sáng bạn anh đọc trước cái giờ giao dịch ấy thì là nó tốt nhất. Hơn là các em online trong cái thời gian ấy. Về cái kế hoạch, nhưng mà cái đấy cũng chỉ một phần thôi. Anh nghĩ là em nên trong một số trường hợp ấy, nên online một số phiên rất là quan trọng. Chẳng hạn biến cố, chẳng hạn như ví dụ Brexit chẳng hạn. Ví dụ những phiên như kiểu phiên tự nhiên cái em có nhớ cái phiên mà Trung Quốc nó phá giá cái đầu nhân dân tệ xong rồi giảm mấy chục điểm đấy, những phiên đấy thì nên online. Thì một số phiên quan trọng anh nghĩ là mà nhiều trong những cái tình huống ấy rất là nhiều người hoảng loạn chẳng hạn, phần lớn là thị trường hoảng loạn. Cái phiên hưng phấn thì có thể anh nghĩ là không cần, nhưng một số cái trường hợp đặc biệt trong những cái trường hợp mà anh nghĩ năm nay nó sẽ có những cái kiểu dạng thiên nga đen, sẽ một vài cái sự kiện thì khi Trump lên thì những cái chính sách của nó không có rõ ràng. Cho nên là và thường là cái chính sách ra rất là kiểu như là giật cục đột biến. Chẳng hạn cái chính sách nhập cư vừa rồi nó ra là thực hiện ngay các thứ vân vân. Thì hiện nay chính sách của Trump với Việt Nam nói chung và của Mỹ đối với Việt Nam nó cũng chưa có rõ ràng, đặc biệt về các chính sách xuất nhập khẩu với Trung Quốc, với Việt Nam vân vân. Thì nghĩ là có thể sẽ có những cái đột biến chính sách mình chưa biết được, hoặc là về Biển Đông, hoặc là về căng thẳng Mỹ Trung chẳng hạn, sẽ có những cái lúc kiểu đấy nó sẽ ảnh hưởng từ chứng khoán. Thì anh nghĩ là những cái phiên như thế thì mình nên online. Ok anh. Thế thì anh chị ấy thấy thế, còn cái mà offline trước phiên giao dịch thì anh nghĩ là tốt. Cái thứ hai nữa là em theo có những cái nhu cầu thế này, tức là ví dụ trao đổi có thể nó không ấy mà chỉ có trao đổi riêng thôi, em có những cái kênh chẳng hạn như trao đổi riêng, anh hỏi về một cổ phiếu nào đấy. Là ví dụ thế. Cái vấn đề thông tin mà anh không muốn lên một cái cả một cái room sky chung đấy. Inbox sky thôi. Thì là inbox trực tiếp là ok. Inbox ở trong Facebook hoặc sky. Facebook thì đúng rồi, hoặc là cả book ở Facebook. Thì đấy anh hỏi. Em thì online tức là theo cái băng điện là 24/24, ngày nào cũng có mặt luôn. Nên là bất kỳ một cái thông tin gì nhạy cảm mà nếu mọi người mà cảm thấy mà không tìm kiếm được cái thông tin nào chỗ khác, em hứa rằng là trong khả năng cho phép của em thì mọi người kiếm. Hoặc ví dụ anh ấy chia sẻ chẳng hạn anh nghe một cái thông tin nào đấy nhưng mà nó
đó là cái thông tin nhạy cảm nhưng mà nó cũng không chưa chính thống tin đồn thôi, thì anh hỏi em có nghe tới cái tin đấy không? Dạ đồng ý. Mà trong khi mà thực ra phổ biến như thế nó không chưa có chính xác. Rồi rồi. Mà mình lại đưa lên room mình hỏi và có cái thông tin này không thì cái đấy là phụ thuộc vào em có hỏi mọi người hay như thế nào không thì đại loại thế. Rồi ok. Tại vì thông tin cái thị trường mình tin đồn nó cũng rất là nhiều và tin đồn thất thiệt rất là nhiều. Đúng rồi anh. Cũng có tin đồn đúng, cũng có tin đồn thất thiệt. Rồi ok. Thì anh nghĩ về việc trao đổi thông tin thì nó thế, nhưng mà anh nghĩ là đại đa số anh em ở đây thì ít nhiều cũng giao dịch rồi. Yeah. Người thì 1-2 năm, người thì cũng 5-7 năm, 10 năm. Yeah. Thì anh nghĩ là mọi người cũng sẽ là dựa vào những cái nhận định của em để tham khảo rồi, mang tính tham khảo là nhiều. Yeah. Và mọi người cũng không nên, tức là ví dụ mình mua nhưng mà trong trường hợp nào đấy mà có nó chưa chắc đã lãi hoặc ấy thì cũng không nên trách thằng. Yeah, yeah. Đấy thì tức là anh em cũng phải xác định, tức là các kênh này là kênh để mình thêm thông tin, tức là bản thân mình cũng giao dịch rất nhiều và mình cũng đã tiếp xúc với rất nhiều người. Yeah. Không ai đúng được trong chứng khoán 100%, cái tỷ lệ đúng 70% đã tốt lắm rồi. Dạ, 6 đúng 4 sai. Thế cho nên là thứ nhất là cũng có những người nói một thời gian đúng xong rồi đến một thời gian thì nó sẽ sai. Chẳng hạn Dương Văn Trung nhỉ, cũng thấy là một trong những cái thằng mà cũng rất hay tự tin đưa ra những nhận định này nọ, nhưng mà cũng có lúc đúng sai, bởi vì nhiều khi các cái nhà tạo lập thị trường nó dựa trên nó thấy theo nhiều quá thì nó sẽ làm ngược lại. Đúng rồi. Yeah. Thế cho nên là ý anh cũng nói thế, thì thằng Dương Văn Trung về sau nó cũng rút kinh nghiệm, tức là nó cũng làm một cái room VIP, anh thì không trong cái room đấy, bởi vì anh cũng anh có tài khoản MBS đấy, nhưng mà có lâu rồi nhưng anh không giao dịch bên đấy, thì thời kỳ đầu thì nó cũng làm công khai đấy, cũng khuyến nghị này nọ, nhưng mà chắc là sau nó sẽ phản tác dụng. Dạ. Yeah. Xin phép anh thì có thể là em biết á, bởi vì bây giờ cái giới trẻ mà ngoài 90 á có rất nhiều bạn thông minh và có những cái gọi là sáng kiến cực kỳ hay luôn, và chút xíu này em sẽ chia sẻ cho các anh chị biết. Mà em muốn là các bạn trẻ có cái nào mà có ý kiến để cho cái nhóm mình nó làm tốt hơn thì cho một vài cái ý kiến, ví dụ như bà xã thử đi, bà xã coi có ý kiến gì đấy mà nó gọi là tối kiến thì ý khơi sáng kiến đi. thì thử ý kiến, hoặc là mấy em trẻ, hoặc là các anh có ý kiến đi. Nói nhiều quá đâu. Dạ, đúng rồi. Nam cũng là lão làng. Em thì thế này, cái hội nhóm thì nó phải có cái chủ đề. Ngay cả cái chứng khoán của mình cũng thế, thì đầu tiên là mình phải đạt theo ví dụ như mục tiêu của mình là cơ bản hay là đầu cơ hay là đánh nhanh rút gọn hay là thế nào đây, tức là mình phải có một cái hướng chung đã. Anh đi chứng khoán nó biến thiên lắm, em không nên có cái chủ đề. Theo em thì cái ấy thì nó có một cái chung, cái gì lúc đấy mình bàn nó mới ra vấn đề. Tức là ví dụ như anh một vấn đề, em một vấn đề là chỉ công một, thứ hai là nó không khớp. Không, anh thì anh lại nghĩ khác, tại vì 50 người ấy em phải hiểu, tức là mỗi người thứ nhất là tiền khác nhau. Em đang nói là nếu mà họp ở đây thôi thì anh em mình nên có một cái chủ đề chung, ví dụ như em nêu ra 3-4 chủ đề, anh nêu ra 2 chủ đề, nó có một cái chủ đề giao nhau. Không, đây là mình chỉ bàn về những cái phương pháp chung trong nhóm, tức là trao đổi thông tin như thế nào, định hướng như nào, còn cụ thể gọi là phương hướng đầu tư thì chắc là sau có một cái đoạn đấy, chứ còn anh nghĩ là... Thực ra thì em cắt lời cả hai anh là bởi vì thế này này, thực tế á, là em họp á, là để chúng ta là em muốn tham vấn ý kiến mọi người. Còn cái giải pháp thì đương nhiên khi mà tham gia nhóm của em cùng với chí hướng với em rồi á, thì em sẽ đầu tiên thì cũng sẽ chưa là mọi người cùng một hướng được, nhưng cái thứ em muốn đó là vẫn là kết quả đầu tư, còn hướng nào thì cũng là kết quả đầu tư, nên là em sẽ xét làm sao là dần dần em sẽ định hướng là mọi người là em thấy là em làm cách này này kiếm được ăn, em muốn chia cho mọi người biết là làm theo cách này của em là ăn được này. Tất nhiên có một số người làm theo một cách khác nữa cũng vẫn ăn, nhưng cái chuyện đó là chuyện riêng của mỗi người. Nhưng nhóm của mình thì sẽ men theo một cái hướng mà giả sử như sau này em sẽ nói chi tiết hơn, nhưng hôm nay em muốn họp nhóm cái lần đầu tiên em họp là bởi vì thế này này, em không làm cái ý thức chủ quan của em mà em muốn tham vấn từng ý kiến mọi người để em đưa ra một cái tổng kết là đây có một cái anh Hải anh có một ý kiến rất là hay, rất là tuyệt vời, ta sẽ đưa vào nhóm ta họp lại. Bạn này có một cái ý kiến hay, các anh các chị ở đây những bạn trẻ có những cái sáng kiến cực kỳ hay luôn,
thì em sẽ tổng hợp lại, sau đó em trao đổi với tất cả mọi người và duyệt một ý kiến là ok, ta thấy là cái giải pháp đó và tất cả mọi giải pháp hay lý thuyết nó cũng phải đi đến kết quả cuối cùng, đó là kết quả kinh doanh. Còn thực ra nhóm có tồn tại được lâu hay không á, nó phải đi men theo một hướng, tức là cùng một cái hướng là đi đến cái kết quả tốt nhất. Lời nhiều thì chưa dám nói, nhưng mà hạn chế lỗ thì em đây em dám đảm bảo rằng là em dám hạn chế lỗ cho tất cả mọi người ở đây. Hạn chế lỗ đến mức tối đa có thể. Còn lời nhiều lời ít nó còn tùy thuộc vào cái khả năng phản ứng với thị trường, cái tư duy của từng người. Cũng là kiến thức như thế thôi, tất cả mọi người đều được cập nhật thông tin như thế. Nhưng được kết quả kinh doanh, em biết rồi, đây có chị bên cạnh rồi. Chị này cũng mua, em cũng mua, em lời chị lỗ. Cùng mua một thời điểm luôn. Và chỉ khác nhau một cái thời điểm bán là đã là người lỗ, người lỗ rồi. Và nhá, cùng mua một đúng nhưng mà bán sai. Cùng mua một cái giá, cùng mua một giá luôn, nhưng hai ngày mua khác nhau. Cũng có người lời người lỗ, bởi vì đơn giản là một thêm ba về. Nên là cái chuyện đó này này, anh Nam anh nói đúng luôn, là cũng không khe được cái câu chuyện là sau này là cũng vào cung thông tin đó mà có người lời người lỗ, nên là cũng không đừng quá là căng thẳng cái chuyện mà em chia sẻ. Em góc độ là em chia sẻ, em mong muốn cái sự gọi là lợi ích cao nhất cho tất cả mọi người trong nhóm. Bởi vì em cũng chia sẻ thật tình và em rất thẳng thắn luôn. Em không quan tâm anh chị đầu tư ở đâu, giao dịch chỗ nào không quan trọng. Bởi vì em duy trì cái nhóm này bằng việc là em đã có thu phí rồi. Cái phí là để em duy trì và cái đó cũng là cái trả công cho em để em làm việc. Vì vậy nên anh chị cứ yên tâm đi, mọi thứ mà em tập hợp em làm cho mọi người, đó là cái chuyện là gọi là em nhận cái quyền lợi của em và nhóm của em, thì mọi người sẽ nhận lại những cái quyền lợi mà mọi người có thể nhận được. Đó là cái chắc chắn là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai nữa, cái thứ em không cam kết rằng là mọi người sẽ lời bao nhiêu phần trăm, 50%, 70%, không có, em không cam kết chuyện đó. Em chỉ cam kết rằng là em sẽ cố gắng tối đa hóa cái câu chuyện là giữ bằng được tiền cho các anh chị. Trước mắt là giao dịch giữ tiền đã, thì từ cái cốt lõi của anh em mình là giữ được tiền, kiếm được lời 5%, 10%, 20%, từ từ ta tính tiếp đã. Nhưng giữ được tiền rồi thì em đảm bảo luôn thị trường chứng khoán, em là người giao dịch nhanh nhất trên thị trường này, em dám khẳng định chuyện đó luôn. Nên em biết rằng là nếu giao dịch tốc độ nhanh như em, một năm có thể giao dịch được khoảng tầm 700-800 lần liên tục. Đó là khả năng giao dịch rất là nhanh, bởi vì giao dịch mà gối đầu theo kiểu là giao dịch mà gọi là không mua một lần, không mua một lần, những đánh T3 nhưng mà không mua một lần á, thì em giao dịch nhanh gọi là tốc đầu. Đó là lý do mà em có thể ngồi đây để mà nói huyên thuyên với các anh chị là câu chuyện đó là em dám khẳng định. Còn cái chuyện mà nếu như mọi người, ví dụ như có những người trong nhóm bảo là tôi muốn giao dịch 3 tháng một lần thôi, hay là tôi muốn đầu tư thôi, thì sẽ có những cái giải pháp riêng cho mọi người. Và em cũng nói với anh Hải luôn là em đã từng tư vấn rất nhiều khách hàng rồi, nên em biết rằng là cái quan trọng của cái câu chuyện mà lời hay lỗ nó không nằm ở em, mà nó lại nằm ở chính cái người đó. Ở chỗ là tính của anh Hải là anh thích, tao thích thế này này, tao thích mùa bán. Nhưng có tính của anh này bảo là không, anh mày thì mua chỉ 1 năm 2 lần thôi. Em sẽ tư vấn đúng cái kiểu 1 năm 2 lần cho anh á. Còn anh Hải anh bảo là bây giờ anh không cần biết, anh giao cho chú 1 tỷ, cuối 3 tháng sau còn bao nhiêu mới ra. Mày nói láo với tao là bây giờ còn tỷ 2 hay là tỷ mấy thì nó nhìn đến cái kết quả luôn. Đó mới là cái câu chuyện mà nó ra cái kết. Thì tất cả những cái thứ mà em muốn nói như thế để là, bởi vì em nói để mọi người hiểu, em thẳng thắn em nói để mọi người hiểu, để mọi người là em muốn lấy ý kiến mọi người ở đây, và sau này em sẽ gửi cái video này cho những người trong nhóm để em xin cái ý kiến phản hồi của mọi người. Bởi vì cái nhóm của mình thì hôm nay em không có mở máy tính mà không có một cái máy chiếu, chứ kể em chiếu ra thì em sẽ public hết tất cả những thứ mà anh chị phản hồi lại với em, là trong cái nhóm phản hồi lại là như thế nào, rồi những cái vấn đề thì em cũng chia sẻ với mọi người. Là thực sự là ngay đầu tiên em lại rất là cảm ơn tất cả các anh chị em trong nhóm mình hoặc ngoài nhóm mình, hoặc là những người đã theo dõi cập nhật cái video của em thì ủng hộ rất là nhiệt tình. Có rất nhiều người mà nhắn cho mình cảm thấy là không có cái lợi ích gì cả, nhưng chỉ một câu động viên như thế thôi thì cũng làm cho em là tiếp tục có thể cố gắng làm tiếp. Đó là sự thật. Em rất nhiều những cái người mà cũng lớn tuổi như anh Hải, rồi những cái bạn trẻ luôn luôn là connect lại là hô là những cái thứ đó đối với anh Hải thì có thể là nó cũng chưa nhiều ý nghĩa, vì anh Hải chơi mười mấy năm rồi thì không nhiều ý nghĩa, nhưng có những bạn cực kỳ đỡ ý nghĩa. Vì vậy nên cái thứ công khai thì em sẽ làm về cái men hướng đó, cái thứ mà nhóm kín á thì ta sẽ đi đến hiệu quả đầu tư. Và mong rằng tất cả hôm nay đầu xuân năm mới thì chúc nhau sức khỏe, chúc nhau thành công. Thì em mong rằng là tất cả những người mà hôm nay đã bớt chút thời gian đến đây á thì có cái kết quả kinh doanh nó tốt, nó tích cực. Và em cũng chiên tiếp luôn là ví dụ như là ở đây á, mọi người cứ mạnh dạn. Em thì ít tuổi, 85, nhưng mà khá là mạnh dạn trong những cái vấn đề là giao tiếp hoặc là đại hội cổ đông, chuẩn bị mùa đại hội cổ đông. Em cũng chia sẻ luôn là em rất mạnh dạn đứng lên hỏi ý kiến rất là rõ. Thì ở đây mọi người ở đây cứ mạnh dạn đưa ra cái ý kiến, nó không phải là cái gì nó gọi là đưa ra cái tôi riêng đâu, mà em muốn đó là cái thứ để em góp lại, để chúng ta cùng bắt tay lại tạo nên một cái nhóm, một cái xây dựng nhóm
nó có kết quả tốt. Tham gia cái này là chỉ vậy, mà mục đích chính của tất cả mọi người đều là tiền, kiếm được tiền. Thì cái quan trọng nhất phải là tiền. Còn dù nói cái gì đi chăng nữa mà cuối cùng kết quả vẫn là fail thì không được cái việc gì hết ạ. Đúng không anh Hải? Đúng không anh? Ok. Vậy cái kia đi. Dạ, mình có thêm ý kiến là mình nghĩ là cũng giống mọi người là nó có nhiều cái trường phái và cái khả năng vị thế của mọi người nhiều khác nhau á. Thì nên tập trung vào 10 cổ phiếu tốt nhất. Thế thì tức là nó là dài hạn. Thế thì còn trong cái 10 cổ phiếu đấy tốt nhất ấy, thì người nào mà đánh trung hạn, thế ví dụ giao dịch trong một tháng hai tháng, ví dụ người ta không có thời gian ta phím ở hàng ngày thì được, chuyển thành trung hạn. Còn cái trong đấy chọn là trong cái 10 cổ phiếu có cái thằng mà ngắn hạn được, và nước sóng thì tức là kiếm tiền hàng ngày thì có thể cái đấy hoặc bổ sung hàng tuần thêm một số thì nên để cho người ta đỡ mất tập trung. Còn cái 20 cổ phiếu mà ví dụ lâu lâu mới vào thì thấy lại nói cổ phiếu mới thì nó loạn. Rồi ok, chốt ý kiến của anh. Một ý kiến thứ hai là cái gì, tức là cái mà khi nào mà cái mình số tiền mà margin bao nhiêu đối với cổ phiếu nào thì cái đấy cũng là quan trọng. Khi nào rút cắt hoặc là giữ nó, ví dụ mình không kịp bán thì mình để nó thành trung hạn ạ. Ví dụ tháng bảo cổ phiếu tốt thì cứ giữ đi thì nó thành trung hạn, người ta không quá hối tiếc thì người ta không kịp bán, đúng không? Không ai có điều kiện mà phím như anh em mà chưa đúng. Thì người ta sẽ yên tâm, người ta không bán tuần này thì công khai người ta vẫn yên tâm sẽ giữ, hoặc là tuần sau người ta vẫn còn tốt. Cho em một chút xíu, em cho em xin phép gặp em lấy một số cái em ghi nó về một số ý kiến. Em thấy cái những cái đó là anh nói rất là ok luôn, thì em sẽ đưa vào cái kế hoạch em làm cái chuyện đó cho các anh chị luôn. Rồi, có quay video được. Mời các anh chị thêm đi ạ. Nếu còn như ông Lê Bình gì đấy, cái gì đấy. Dạ, mình cũng vào thấy ông nói dạ, quá nhiều cổ phiếu. Đúng rồi. Thì là những người mới vào người ta rất là loạn, FLC hay ABC, tức là nó là những cổ phiếu bạn nóng á. Mà người ta vào đấy mà đang biết nó chết thì nhiều khi người ta lại trách ông. Đúng rồi. Thế là ví dụ một tuần mình bổ sung một số cổ phiếu hot, nhưng mà phải nói rõ là người nào có khả năng lướt sóng nhanh thì mình nên chơi. Rồi. Không tập trung những cổ phiếu cơ bản. Thì vậy, nếu không bán được thì vẫn là trung hạn. Thấy tại vì em mới vào không biết là đi theo cái hướng nào. Là chết lắm. Ok. Tiếp thu bài ý kiến của anh. Bài kia này mời các anh chị đi, mời mọi người đi. Tôi kinh này. Tất cả các anh em và mọi người đến đây và tham gia trong cái nhóm thì tất nhiên trước tiên là những cái này mới đi. Thì như anh này mới nói là chơi chết, mới tham gia chơi chết. Rồi đến đây không giữ được tiền và kiếm được ít tiền. Còn những anh em mà lâu rồi thì có thể mình kiếm thêm chút xíu để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Thì hôm qua cho anh em có cái kiến thì tôi có ý kiến vậy. Cái mục tiêu của nhóm lập ra buổi học hiện nay là cái bài cái video, thì qua cái video tôi cũng xem, hầu như tôi không có xem được trực tiếp cái video nào, nhưng mà tôi tình cờ tôi phát hiện trước Tết 2 ngày và trong qua cái quá trình Tết tôi rảnh tôi xem hết và tất cả video của thằng lót dần là mình xem hết lại. Từng lần được câu có ba mấy đô xem hết, trong đó có thiếu một hai cái, ba cái, thiếu ba cái sao không có lót được. Cái hàng 9, hàng 8 như cái máy nữa đó, thiếu. Đúng rồi, thiếu vài cái trên Facebook em chưa có lót lên, đúng rồi. Lót gì hết, em thiếu mấy cái đó. Mà chúng có thấy ra những cái điều đó, thì qua nãy giờ thì cái này cũng rất là thắng lập ra này rất là tốt, nhưng mà theo tôi á thì tôi nhìn một cách tổng quan hơn. Nó thì mới thì tôi sáng tạo ra cho anh em những cái bí kíp, những cái chỉ điểm cụ thể từng cái giai đoạn, từng thời điểm, từng cổ phiếu cho những anh em trong cái nhớ kính hoặc nhớ tham gia đây để giữ tiền và kiếm được tiền chứng minh. Về lâu về dài thì theo tôi nghĩ trong những cái video mà thường xuyên sáng tạo ra một cái chương trình và là một cái kế hoạch làm sao họ xem được video của thắng cho người mới bắt đầu và xem hết những video đó và hiểu được cách phân tích cổ phiếu như thế nào, cách chọn cổ phiếu làm sao, sau này họ đầu tư được thế nào, từng cái giai đoạn để họ kiếm lại được trên thị trường đó. Cho nên những anh em tâm huyết chịu khó tìm hiểu và hướng dẫn họ đọc những cái sách gì, học hành sách bao nhiêu, thường đọc bao nhiêu, như thế nào này, sách gì trong cái giai đoạn dài mới kiếm được tiền, đúng rồi, mới làm giàu trong cái ngành này. Yeah. Không thể là trong 1-2 năm kiếm tiền vô đây để chỉ điểm là kiếm tiền tức thời, đúng. Sau đó rào ra cũng chết. Yeah.
sàng lọc lại những anh em nào tâm huyết, chịu học hỏi thêm, chịu nâng cao bản thân, nó tìm hiểu các ngành nghề khác, học hỏi nhiều. Tôi không thấy ai mà giàu mà học ít hết. Câu đó câu của người khác của tôi. Dạ, cảm ơn anh. Em chỉ có ý kiến là em theo cái cách em, nói lớn này, theo cái cách nhìn của em thôi, là em nghĩ là người đầu tư chứng khoán giỏi nhất là người tạo ra được lợi nhuận cao nhất, giống như là Philip Fisher hay là Warren Buffett, những cái người đó là đã được mọi người thấy là khối lượng tài sản khổng lồ cũng như là cái sự thông minh qua cái đầu tư của mấy người mà gọi là lịch sử đấy. Thì bây giờ được cái lập ra một cái dọn để mà được chia sẻ những kiến thức cũng phải là vì mục đích cho mình là được hết, nhưng mà đặt ra cái lợi ích cho vì cộng đồng, vì xã hội là vì mục đích em nghĩ là quan trọng hơn, là mình phải ích kỷ và mình đầu tư để mà mang lại lợi nhuận cho mình, không mình biết kỷ cho người khác, lúc đó thì mình sẽ mở lòng mình ra hơn để mà mình nâng cái tâm mình lên, giống như là mấy cái người mà có cái kiến thức khổng lồ, thì lúc đó mình sẽ đoàn kết lại, như là cái dân tộc Israel họ giỏi là như họ thông minh của họ bị đoàn kết những cái người có kiến thức nhiều lại với nhau để mà tạo đến một cái doanh nghiệp làm ăn mạnh. Ok, đồng ý. Anh đang đang triển khai như thế đấy, đang cố gắng như thế. Dạ. Mục tiêu. Dạ. Mà hôm nay em được vào cái nhóm của anh thì em rất là hạnh phúc. Dạ. Yeah. Ok, cảm ơn. Mời anh. Mình thì cũng chú trọng vào kiến thức đó. Thực ra mình biết đến Thắng, mình cũng coi clip mình tiếp chia sẻ rất là thực tình về cái những kiến thức mà nó học sách gì hay gì đó. Yeah. Đó thì mình chú trọng những cái điều đó. Cái đó thì sẽ đi đường dài hơn. Đúng rồi. Và cái hơn là mình thích cái cô con thì nó sẽ ngắn. Dạ. Cái kia sẽ đường dài hơn. Dạ, dạ. Mời các anh đi. Thì anh thì nói chung coi video anh cũng mới thôi, nhưng mà tháng 12 mới coi. Mà anh thì nói chung mình vừa làm vừa như chụp giật lúc rồi, lâu lâu rồi nửa chừng cái là ấy ra coi, như anh nói chồng vô toilet đó là không có, tại vì cũng bận, mình cũng bận, mình cũng lo làm. Nói chung là nhảy vô là cái tính của mình, là nói chung là tại vì chứng khoán là lúc nào thấy nó đẹp đẹp cái là mình chui vô, lúc nào cũng đẹp là mình nhảy ra. Tức là mình chưa là lo lắng ăn, thì là những cái năm là 2006, 2009, những năm đó mình nhảy vô là tháng, và năm nay là mới năm nay là mình mới vào hồi tháng như tháng 11. Nói chung là lỗi chút đỉnh chứ không có lời, nói chung là vô lâu quá không có chơi tới hay vô mình vào tháng 11 á, là cũng lỗi chút đỉnh, và tháng 12 mới là thấy cái video của Thắng là mình mới coi, mình thấy các bạn này nói có vẻ là hợp với mình. Tức là thứ nhất là nâng cái kiến thức của mình lên, thứ nhất mình đã bị mai mọt lâu lắm rồi. Cái thứ hai là cái không có khuyến nghị, người ta mua cái này mua kia khuyến nghị thì thấy là một cái đống luôn rồi, mình nó gửi mail về cho mình một đống luôn rồi. Mua giới đủ thứ, anh mua này vô. Khuyến nghị được không phải là lúc nào được, có lúc đúng, có lúc sai. Nhưng mình đi gõ sai nhịp